Xương này nó ngon ta nói luôn, trời, một cục xương nặng một lạng gì luôn, là biết bao nhiêu thịt, biết bao nhiêu đạm, nhưng mà ăn á là để mà tăng cơ mà nó không tăng mỡ là bỏ cái phần mỡ ra nha. Rồi, chào các bạn, tôi đang ở một cái quán hủ tiếu bình dân để chiều ý các bạn. Tôi khổ lắm, tôi đi ăn nhà hàng cái này, các bạn kêu tôi ăn sang không có tiền ăn. Tôi đi hôm qua tôi quay cái clip ăn bánh mì 14.000 cái này, kêu là bánh mì không vệ sinh, bỏ tay luôn đó. Rồi, kêu là gà chết ba tay dơ. Đâu mà lắm chết lắm dơ lắm mất vệ sinh thế, nhưng là giờ ăn cũng phải sống thôi. Này, giới thiệu của tôi hủ tiếu nuôi nè. Khi mà cái này có thể ăn cỡ, ví dụ như mà chiều nay mà 5 giờ tập á, cỡ tầm 3 giờ là cỡ giờ này là ăn vô khoảng 2 tiếng sau nạp đầy năng lượng mà rất là dễ tăng cơ tăng cân, mà nó không lo tăng nhiều mỡ. Đầu tiên là thịt nó phải rất là nạc như vậy. Rồi, khi mà chúng ta đi ăn hủ tiếu, khi mà chúng ta đi ăn nuôi, chúng ta sẽ hạn chế việc là ăn cái giò mỡ, giò heo á, giò móng á. Rồi mà mình sẽ nên kêu một tô sườn xương hoặc là xương nạc gì thì cái độ nạc và lượng đạm trong nó rất là cao. Bởi vì á, cũng cùng một giá tiền mà các bạn ăn cái cục giò heo á thì cái nạc nó chỉ có một chút thôi, mà chứ là lượng mỡ mà ăn nhiều bạn sẽ dễ bị tăng mỡ nha. Đó là kinh nghiệm để cơ thể của bạn ăn nạc hơn cả cho nam hay là nữ. Rồi, thêm nữa một điều nữa là khi nên ăn á, nên bỏ nhiều rau salad vô như thế này. Rồi, quay ở đây thế này cũng nói bạn anh ơi, câu salad mua ngoài quán nó mất vệ sinh hay là gì đó, trời, rau tươi nhớt quán người ta bán, người ta phải có cái đồ vệ sinh nhất định bạn mới ăn được chứ nha, là bạn không thể không ăn được. Rồi, rồi ăn thôi. Tiêu nữa, cái kinh nghiệm nè, cái tô này là bao nhiêu nhỉ? 25.000. Rồi, khi mà ăn á nên kêu thêm một tô xương như này, trời, nhìn cục thịt nè nó ngon, cái phần xương này ăn rất là ngon. Mà ăn ngon cực kỳ, vô đây hay ăn mì mì trộn, mì em là mì cái gì, hủ tiếu khô chứ đúng không? Đó, và khi ăn cái gì á, tôi các bạn, tôi ăn thêm giá nữa nè, đầy đủ cái dinh dưỡng. Rồi, nghĩa là sơ sơ mà tính sơ sơ một cái phần này á là cộng lại cỡ 40.000, mà lượng đạm của nó rất là cao, nó rơi vào khoảng tầm hai đến 2,5 lạng thịt nạc, cung cấp cho bạn có năm mấy đến 70g protein để đủ để bạn tăng cơ, và nó có tinh bột. Nuôi nó là loại tinh bột bền, năng lượng bền. Tinh bột hấp thu chậm nó sẽ làm cho cơ thể của bạn dễ dàng hấp thu chậm và duy trì mức năng lượng để bạn có thể tập luyện cái buổi tập luyện dài ha. Rồi, ok, video đến đây thôi nha, ăn nha. Cái quán này ở quận 2 nha, rất là ngon.